Bốn thói quen trước khi ngủ gây đoản mệnh. Muốn sống thọ tốt nhất không nên làm. Đông y cho rằng: Thụy bất hảo nhân tựu lão, thụy đắc hương nhân trường thọ. Nghĩa là ngủ không ngon sẽ làm ta nhanh già, ngủ tốt sẽ giúp ta trường thọ. Giấc ngủ kém chất lượng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, mắc bệnh ung thư, thậm chí gây tử vong. Bốn thói quen trước khi ngủ gây đoản mệnh. Thứ nhất, tâm trạng kích động. Tục ngữ có câu: trước tiên cần để tâm ngủ trước rồi mới tới mắt ngủ sau. Trước khi đi ngủ cần học cách giữ tâm trạng thoải mái mới có thể từ từ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon. Một giấc ngủ ngon mới mang lại sức khỏe cho tâm và thân, mới có thể dưỡng sinh. Nếu bị kích động, tức giận trước khi ngủ sẽ làm ta khó ngủ, thậm chí mất ngủ. Thứ hai, uống rượu. Rượu là chất kích thích có thể gây nghiện. Một số nghiên cứu cho thấy uống rượu trước khi ngủ có thể làm giảm giấc ngủ REM, giấc ngủ sâu. Khi đó bạn sẽ thức dậy trong trạng thái mệt mỏi và không thể tập trung. Chuyên gia giấc ngủ nổi tiếng tiến sĩ Rosenberg đưa ra lời khuyên: đối với hầu hết mọi người, có thể uống một hoặc hai ly rượu nhỏ khi ăn tối, nhưng không nên uống trước khi đi ngủ. Thứ ba, làm việc căng thẳng. Bất kỳ thiết bị công nghệ nào cũng đều có ánh sáng xanh. Chúng sẽ ngăn chặn việc sản xuất melatonin, một chất giúp cơ thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ, và tâm trí của bạn sẽ nghĩ tới những việc cần làm vào ngày mai, dẫn tới khó đi vào giấc ngủ. Điều này rất nguy hại cho sức khỏe của bạn. Thứ tư, vận động mạnh. Hoạt động mạnh trước khi ngủ sẽ khiến bạn tỉnh táo, ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Trước khi đi ngủ 30 phút là khoảng thời gian não cần phải được thư giãn. Vì vậy, tập khí công hay yoga nhẹ nhàng trước khi ngủ sẽ giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ của bạn. Những điều cần làm trước khi ngủ là gì? Thứ nhất, vươn vai. Theo quan niệm của Đông y, vươn vai có thể tiêu tan mệt mỏi, vừa dưỡng huyết lại vừa có thể dưỡng tâm. Không những vậy, khi gân cốt được kéo dài một thốn, tuổi thọ cũng theo đó tăng thêm 10 năm. Vì vậy, trước khi ngủ bạn nên thả lỏng cơ thể, vươn vai để hỗ trợ giúp kinh lạc khai thông, điều chỉnh cân bằng âm dương của các tạng phủ. Đây là một phương pháp dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe hiệu quả của Đông y. Thứ hai, ngâm chân. Đông y quan niệm bàn chân là trái tim thứ hai của cơ thể. Nó cách vị trí của tim xa nhất nhưng gánh nặng lại lớn nhất. Vì vậy, trước khi ngủ ngâm chân khoảng 30 phút với nhiệt độ nước khoảng 40 độ C có thể hỗ trợ thúc đẩy tuần hoàn máu, kích thích các huyệt vị ở chân và giúp hỗ trợ ngủ ngon. Thứ ba, chải đầu. Đầu là nơi hội tụ hơn 40 huyệt vị và rất nhiều tĩnh mạch. Chải đầu nhiều lần trước khi ngủ có thể kích thích massage vào các huyệt đạo, giúp bình tức can hỏa, thư kinh hoạt huyết, khai khiếu thủ thần, giảm đau sáng mắt. Người già chải đầu trước khi ngủ nửa tiếng hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim mạch và mạch máu não hiệu quả. Thứ tư, uống nước. Sự sống của chúng ta không thể tách rời khỏi nước. Uống một cốc nước khi tỉnh dậy và trước khi ngủ khoảng 30 phút sẽ hỗ trợ giúp giảm độ nhớt của máu, duy trì khí huyết lưu thông và có thể ngăn chặn sự hình thành của huyết khối não. Trong khi ngủ, cơ thể được phục hồi và các cơ quan nội tạng được bảo dưỡng. Do đó, giấc ngủ là liệu pháp dưỡng sinh tốt nhất và cũng rất quan trọng đối với chúng ta.